Mặc dù em có nết đàn ông, nhưng mà cũng được đàn ông nó hút. Đàn ông hút em là đàn ông nâu 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 nâu. Đàn bay đi đâu đúng không em? Đi đâu em? Kệ bà, tụi nó chị, tụi nó bay ngoài đường, chứ đâu có bay về tổ tiên. Ấy là đàn ông con trai. Đàn ông con trai. Nín đi. Đàn ông con trai của em vừa lên tiếng đó. Chị cũng thông minh sáng suốt, hiểu tiếng đồng loại của mình đó đa. Vậy đứa nào mà ngu dữ vậy? Người yêu cũ của chị chứ ai. Trời, hóa ra là em thích xài đồ sida hả đa? Bồ em đâu có sida đâu đa. Đồ sida ở đây là đồ cũ đó đa. Xài đồ sida dễ đi xa lắm đó nghe đa. Phải đi xa chứ, chứ đâu có ai dám gần gũi chị mà chị nói. Mà chị nhớ, cái đồ này chị húp tới húp lui, húp riết không còn cái gì, còn ba cái thứ lợn cợn mà em cũng húp hủi chót hả em? Của người mà mới ta, chị húp nước lèo ngoài đường cũng vậy, cái nước đầu nó lợt lạc lờ lợ khó nuốt chị lắm, phải đợi nó sắc lại mặn mà mới vừa miệng. Vậy là gu em là gu mặn. Nếu như em thích ăn mặn đã đời con cháu em khát nước là chuyện của em. Còn chị vẫn thích cứ lờ lờ vậy đó, giống như là đồ ngoại nhập. Nhưng mà bổ béo lắm em à.